Dạ xin mến chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Lời nói đầu tiên, Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị em đam mê mai vàng trên vùng miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ hôm nay là ngày 16 tây tháng 8 năm 2023. Em có đem về 8 phô mai vàng bonsai để bàn. Rất là đẹp và muốn giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Chào cô chú và anh chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em những clip vừa qua. Và hy vọng clip này, 8 cây này kính mong quý cô chú cho anh chị em nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ. Địa chỉ tòa lạc của em là tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m nha nè. Số điện thoại em là 0919 755 533. Em tên Út nha. Đây cũng là số Zalo và Facebook của em nha, Facebook của em bonsai Tịnh Biên. Rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào cây số A1 đầu tiên ạ. Dạ cây A1 đầu tiên là cây mai vàng dảo lai của chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Cây này cũng đang lên xù nha. Cây một dáng thế rất đẹp. Có cành đóng quá đẹp luôn. Đóng gì sắp vậy đó. Em quay đi em. 8 cây đẹp đẹp mini để bàn của chú anh chị. Hàng chuẩn bonsai nha. Cây có một cái con nè, ăn tiền cái con xuống vậy, cái con ác lắm nha. Rồi em cho xin đồng số lên mày. Chiều cao là 40 à. Đường kính bầu 34. Đường kính bầu 34 cô chú anh chị về mình vô chậu 4 hoặc chậu 5 nha. Đó, em đo đường kính bầu cho cô chú về mua chậu nha. Đây vị trí này 27. Quanh 27, em đo xích này chút xíu rồi. Đây. Chụp như vậy, đúng rồi. Đây vị trí này là 29. Quanh 29 luôn chú anh chị. Nguyên cái cũ rồi chà bá luôn nha. Rồi em ôm cái đường kính bầu em, ôm cho chú anh chị, ôm sát lên luôn, cho chú anh chị hình dung nha. Cây nó không có lớn đâu chú anh chị, đôi lúc cô chú anh chị nhìn hình ảnh không quen đó, tưởng cây ngoài lớn lắm nha. Em đo đường kính bầu là cô chú anh chị biết mua chậu nha. Giờ cây này phải vô chậu 4, chậu 5 của chú anh chị. Có một anh khách hỏi vô chậu mấy đó, thì em nói là cái đường kính bầu gì đó, rồi về mình đi mua chậu nha. Được rồi, cây mã số 1 đầu tiên, em xin cây mã A1 đầu tiên, xin lỗi của chú anh chị, mã A1 đầu tiên. Em xin mạn phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 2.200.000 ạ. Em bao ship của chú anh chị toàn quốc luôn nha. Được rồi, xin mời quý ông chú anh chị bước vào cây mã A2 ạ. Em xin mời ạ. Được rồi, tiếp tục vào cây mã A2 ạ. Và cây mã A2 là cây mai vàng trực lắc của chú anh chị. Cái này cây sù nha. Nó sù hết gốc của chú anh chị. Dáng trực lắc chuẩn đẹp luôn của chú anh chị. Cái này làm cây bonsai để bàn là rất là đẹp nha. Chuẩn bonsai luôn. Rồi em xây đi. Và cây này cũng là cây bông dảo lai của chú anh chị. Bông 5, 7, 9, 12 cánh nha. Bông tự lưa nha. Cây rất đẹp chú anh chị. Cái gọng chữ C luôn nha. Trực lắc luôn. Rồi em cho xin đồng số lên mình. Chiều cao là 28 ạ. Đường kính bầu 34. Là xin nhắc cô chú anh chị nha. Đường kính bầu 34 mình vô chậu chậu 4 hoặc chậu 5 nha. Em đo cái cũ là 37. Đây, nguyên cái cũ mình nạt nó là 37 hoành chú anh chị. Cây rất đẹp nha. Cái này là cây chuẩn đẹp của chú anh chị. Em ôm cái củ cho chú chị rồi em ôm cái củ nha. Củ chà bá luôn của chú chị. Được rồi, cây mai vàng mã số A2. Em xin mạn phép giao lưu cùng của chú anh chị giá 4.700.000 ạ. Em bao ship của chú anh chị toàn quốc luôn nha. Được rồi, xin mời quý của chú anh chị bước vào cây mã A3 ạ. Em xin mời ạ. Được rồi, tiếp tục vào cây mã A3. Và cây mã A3 là cây mai vàng có một cái củ rất đẹp của chú anh chị. Cái này cũng bông dảo lai nha.
bông đẹp cho chú anh chị là bông 5, 7, 9, 12 cánh nha, bông rất đẹp nha. Chú anh chị về khỏi ghép nha. Rồi em xem vòng đây, cái này có một cái cò rất ác chú anh chị, cò sắn rất đẹp nha, nhìn giống như con ốc sên nha, cây ngoài rất đẹp chú anh chị. Rồi anh cho xin số lên mình. Chiều cao là 40. Chiều cao 40 à. Đường kính bầu là 35. Đường kính bầu 35. Nhắc cô chú anh chị đường kính bầu 35 mình vô chậu 4 hoặc chậu 5 nha. Rồi cái sát cũ là 31. Quanh 31 à. Rồi đo xích cho chút. Đo nguyên cũ đi, nguyên cũ đặt đi. Cũ đặt là 38. Cũ đặt là 38 à. Bạn mới cũ cho chú chị tham khảo nha. Dữ lắm nha chú anh chị, rất đẹp nha, cây ngoài rất là duyên của chú anh chị. Vậy rồi, cây mã A3 em xin mạng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 2.500.000 ạ. Em cũng bao ship của chú anh chị toàn quốc luôn nha. Vậy rồi xin mời quý chú anh chị bước vào cây mã A4 ạ. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã A4 ạ. Giờ cây mã A4 là cây mây vàng bonsai chật lắp của chú anh chị, cây một bộ đế rất đẹp nha, cái này cũng đang xù của chú anh chị, cây rất là già nha, cái này em cũng bao bông của chú anh chị nha. Rồi em xem đây, cái này rồi cô chú anh chị về mình khỏi ghép à, bông dảo lai nha, bông 5, 7, 9, 12 cánh cô chú anh chị, bông rất đẹp nha. Rồi em chờ xin thông số em. Chiều cao là 29. Chiều cao lên 29 à. Bầu là 35. Được chích bầu 35. Cái cũ là 34. Cái cũ là 34 hoành. Em đòi lên nửa cũ này. À, ta hoành đi. Thân là 31. Hoành 31 à. Cây rất đẹp chú anh chị. Cái này cô chú anh chị về mình cũng vô chậu 4 chậu 5 nha. Em ơi mới cũ cho chú anh chị nha. Cây rất đẹp luôn. Vậy rồi cây mã số A4 em xin mạng phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 3.500.000 ạ. Em cũng bao ship toàn quốc nha. Vậy rồi xin mời quý anh chú anh chị bước vào cây mã A5 ạ. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã A5 ạ. Như cả mã A5 là cây mai vàng chực bay, cây này em cũng bao bông của chú anh chị nha, bông dảo lai, bông 5, 7, 9, 12 cánh của chú anh chị. Để em xe đen, cây có một cái dáng bay rất đẹp của chú anh chị. Về rồi chú anh chị trồng cái mình chỉnh cái ngọn lại xíu nha, tại lúc mà bứng anh chị của chú anh chị nó mấy thằng đệ nó không có chỉnh lợi nha. Rồi em cho xin thông số đi. Chiều cao là 35. Chiều cao lên 35 ạ. Đường kính bầu là 34. Đường kính bầu 34. Cũ đế đặt là 34. Cái cũ đặt là 34. Hoành thân là 30. Hoành 30. Đắng bay dài là 29. Bay dài là 29 ạ. Cái này cô chú anh chị về mình cũng vô chậu 4 và chậu 5 nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cây một có cánh cành bay nha, lá lướt rất đẹp nha. Đó, đánh nguyên cành bay rất đẹp chú anh chị. Đây rồi, cây mã số A5, em xin mạng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 2.200.000 ạ. À. Em cũng bao ship toàn quốc nha. Đây rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã A6 ạ. À. Em xin mời ạ. Dạ rồi tiếp tục vào cây mã A6 ạ. À. Cây mã A6 là cây mây vàng. Có một cây cũ cái đít chà bá luôn của chú anh chị. Nhìn giống như con cóc nha. Nằm chằng dằn của chú anh chị. Cây này cũng đang lên xù rất là nhiều nha. Nó đang bể xù của chú anh chị. Rồi em xem đây.
Và cây này em cũng bao bông của chú anh chị nha, bông 5, 7, 9, 12 cánh nha, bông rất đẹp, của chú anh chị về mình khỏi ghép à. Cây này hoành không lớn nhưng mà cái củ ở ngoài khủng khiếp luôn chú anh chị. Rồi em cho xin số em nè. Hết sức cái củ rồi. Củ cho bá luôn. Chiều cao là 22. Chiều cao lên 22 ạ. Kính bầu là 46. Được kính bầu 46. Cái này của chú anh chị về mình vô chậu 5 hoặc chậu 5 rưỡi nha. Cái củ đặt là 51. Cái củ đặt 51 ạ. Nó hoành sát này nè. Ừ, đúng rồi. Hoành cổ là 27. Hoành 27 ạ. Hoành eo nhỏ của chú anh chị. Hết sức cái củ rồi. Nguyên cái đít chà bá luôn của chú anh chị. Cái này mình cũng chơi được hai mặt tiền nha. Hàng bao của chú anh chị ở ngoài rất đẹp nha. Trong hình đôi lúc của chú anh chị nhìn có 7 thôi. Ở ngoài đẹp tới 10 ạ. Em bơm cái củ em. Như rồi cây mai vàng mã số A6 em xin mảng phép giao lưu cùng với chú anh chị giá 5.500.000 ạ. Em cũng bao ship toàn quốc luôn ạ. Như rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số A7 ạ. Em xin mời ạ. Như rồi tiếp tục vào cây mã số A7 ạ. Dạ mày cây mã số A7 cái nồi đế khủng của chú anh chị. Cây này xù nha. Đây, sầu cứng cây được chú anh chị. Nhìn ở ngoài giống như một con cóc vậy. Rồi em xem nè. Này hồi xưa nằm trong cái lưu của chú anh chị. Đồ đế ngoài khủng lắm nha. Rồi, em cho xin thông số lên mà. Chiều cao là 29. Chiều cao lên 29 ạ. Đường kính bầu là 50. Đường kính bầu 50. Cái này cô chú anh chị về mình vô chậu 6 nha. Cái củ đế đặt là 78. Cái củ đế đặt là 78 à. Bình thăng là 40. Hoành 40 à. Đế sổ xuống em. Đế sổ xuống là 24. Đế sổ xuống là 24 à. Rồi đế siêu khủng luôn nha. Vậy cái này em không có biết mặt bông của chú anh chị. Về cô chú anh chị về mình ghép nha. Vậy rồi cây mã số A7 em xin mạng phép giao lưu cùng cô chú anh chị giá 4.700.000 ạ. Em bao ship cô chú anh chị toàn quốc luôn nha. Vậy rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số A8 ạ. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số A8 ạ. Và cây mã số A8 là cây mai vàng cực kỳ quái của chú anh chị. Cây nó nguyên một dáng thế nó nằm nha, nó nằm trải dài chú anh chị giống một nàng tiên cá nha. Cây rất đẹp của chú anh chị. Và cây này em bao bông của chú anh chị nha. Cái nào em bao bông thì cô chú anh chị cứ việc yên tâm. Bông giảo lai luôn nha của chú anh chị, bông 5, 7, 9, 12 cánh à, bông từ lưa luôn nha. Này, em để cầm rễ này dài cho chú anh chị về, ví dụ mình có nó lên từ mấy cái tựa của chú anh chị. Chú anh chị nó dựng lên nha, giống một gần cây của anh chị. Làm cái đuôi cũng đẹp nữa nha. Rồi em xem đi. Vậy là cây này đang lên xù rất là nhiều chú anh chị. Cây ngoài cực kỳ quái luôn nha. Hôm nay 8 cây này là chậu nhất nha. Quá quái luôn. Đi gan nàng tiên cá không chú anh chị. Nhìn ở ngoài nó đẹp lắm nha. Đó. Ở đây có rễ luôn nha. Cô chú anh chị không thích thì mình về mình cứ chặt về mình vô cho nó gọn nè. Đó. Còn anh thấy cái cọng rễ này nó quái nè. Nó nằm dài giống như ngàn tàn cái cá, bỏ nguyên cái đuôi nha. Rồi em cho xin thông số lên mà. Trời ơi củ đi, quá trời củ luôn. Chiều cao là 36. Chiều cao là 36 ạ. À. Đường kính bầu là 60. Đường kính bầu 60, ngang luôn em. Cho chú anh chị về mình vô chậu chữ nhật nha, qua chậu con sòi. 42. Ngang 42, cái vậy chú anh chị vô chậu 57 nha. Cái này hoặc hộp sòi cũng được đó chú anh chị. Chữ nhật là chậu 57 nha. Vị trí này là 48. Đây, nguyên cái củ là 48 rồi chú anh chị. Hoành thân là 37. Đây, hoành eo là 37 rồi chú anh chị. Khúc chỉ số 1 đây. Cái này rất đẹp của chú anh chị, hàng sưu tầm nha. Chỉ số 1 là 13. Khúc chỉ số 1 13, chỉ số 2 luôn, em đo luôn đi.
13, thứ hai cũng 13. 13 luôn chú chị, to lực nha. Hàng này hàng sưu tầm của chú chị. Cô chú chị thích hàng độc lạ sưu tầm lấy cái này về chơi nha. Cực kỳ quái luôn. Em ôm cái mai vậy. Rất đẹp chú chị. Vậy rồi, cây mai vàng mã số A8. Em xin mạn phép giao lưu cùng với chú chị giá 7.500.000 ạ. Em cũng bao ship toàn quốc cho cô chú chị nha. Bao chú chị là cây ngoài rất đẹp nha. Không đẹp em không lấy tiền ạ. Dạ rồi, cây mã số A8 cũng là cây mai của clip ạ. Dạ của clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip được vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc phát tài. Cô chú anh chị đi ngang qua chưa đăng ký kênh nhớ nhắn em một đăng ký kênh nha, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho chú chị ạ. Dạ rồi, em xin chào quý cô chú chị. Hẹn quý cô chú chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.